welcome the important person, the Senator Moltenheim, support the Vietnamese community, and the Senator will have a speech. Xin cảm ơn ban tổ chức. Hồi nãy ban tổ chức có nói rằng là tất cả những cộng đồng tại Ottawa sẽ giơ cao Ottawa đâu? Ottawa! Toronto! Mississauga! North York! Montreal! And Sherbrooke! Đó là những cộng đồng mà chúng ta tới đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay đáp lời kêu gọi của Linh Mục Lý, chúng ta ở trong quốc nội và hải ngoại tổ chức một cuộc tổng biểu tình để nói lên nguyện vọng của người dân Việt Nam. Nguyện vọng của dân Việt Nam số 1 là chúng ta không chấp nhận Cộng sản Việt Nam cho đặc khu cho Trung Cộng. Chúng ta không chấp nhận đặc khu. Đặc khu dù cho mướn một ngày, một năm hay 99 năm, chúng ta cũng không chấp nhận. Cái thứ hai, luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng là một cái luật rất là độc hại và rất là cấm cho những người ở trong nước, những người đấu tranh có quyền lên tiếng phản đối. Họ làm cái luật đó để đập tan tiếng nói của người dân Việt Nam. Chúng ta không chấp nhận luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta không chấp nhận luật Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta kêu gọi quân đội Cộng sản Việt Nam hãy mạnh dạn đứng lên, cùng toàn dân Việt Nam ở trong nước thay thế chế độ Cộng sản Việt Nam. Đồng bào ở trong quốc nội và đồng bào ở hải ngoại đều yểm trợ các ông. Các ông mạnh dạn đứng lên và phải thay đổi cái chế độ đó. Chúng ta vai trò cũng đồng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở ngoài này, chúng ta có một nhiệm vụ duy nhất mà chúng ta phải làm, đó là yểm trợ tối đa. Chúng ta yểm trợ tối đa toàn dân ở trong nước, nhân dân ở quốc nội, những người tranh đấu ở tại quốc nội. Công việc đó chúng ta phải làm và chúng ta tiếp tục làm cho đến khi nào, ngày nào đó mà chúng ta lật đổ được, thay đổi được chế độ Cộng sản Việt Nam, để chúng ta có một chế độ, một cái chính phủ nhân dân, do nhân dân làm chủ, một chính phủ dân chủ, một chính phủ có nhân quyền và một chính phủ tự do. Xin cảm ơn.